Còn uy tín và năng lực, đây là bằng cấp mà trường đời phong tặng cho con người, uy tín và năng lực. Nhờ có uy tín và năng lực cho nên con người này có địa vị xã hội, có của cải vật chất và được mọi người nể trọng. Cho nên cái địa vị xã hội hay là cái của cải vật chất được làm ra một góc độ nào đó cũng được xem như là cái sự thành đạt của một con người. Và cái thứ ba, dù là con người thành tài, dù là con người thành đạt nhưng vẫn chưa hoàn thiện, mà cần phải có một yếu tố thứ ba, đó là thành gì các con? Thành nhân. Đó là thành nhân. Một người thành nhân là một người có phẩm hạnh, có đạo đức, có nhân cách, sống tốt với cuộc đời. Đó là con người thành nhân. Một người thành nhân có thể thành tài hoặc không thành tài, có thể thành đạt hoặc không thành đạt, nhưng con người này luôn luôn là khuôn mẫu của xã hội, luôn luôn là một con người sống có ích cho xã hội, là một tấm gương sáng chói về đạo đức, về nhân cách cho xã hội. Chúng ta nên nhớ một điều là giữa cái môi trường của trường học và trường đời thì hoàn toàn khác xa. Cái tiêu chí của trường học là điểm. Một khi mà điểm càng cao thì chứng tỏ người đó học càng giỏi. Còn cái tiêu chí của trường đời là uy tín và năng lực. Nhờ có uy tín, nhờ có năng lực mà người đó tạo ra của cải vật chất, tạo ra vị trí xã hội của mình để sống lợi, sống ích cho xã hội. Thành thử các con cũng biết được rằng thành nhân là cái yếu tố cơ bản của một con người. Ở mỗi lĩnh vực khác nhau thì vị trí xã hội cũng khác nhau, mặc dù nghề nghiệp có khác nhau. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng dù là ở vị trí nào, ở nghề nghiệp nào, dù là thành đạt, dù là thành tài, thì con người này cũng cần phải có cái đức, cũng cần phải có cái tâm. Dù là một tổ chức chính trị, tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, tổ chức giáo dục, nếu tổ chức nào không có cái tâm, không có cái đức, tổ chức đó sẽ bị phá sản. Tổ chức nào có được cái đức, có được cái tâm, tổ chức đó sẽ phát triển vững bền. Cái tâm, cái đức đó chính là cái nhân. Đó là một con người thành nhân. Chúng ta có kiến thức, chúng ta đa tài, nhưng nếu chúng ta không có cái tâm thì cái tài đó cũng khó sử dụng lắm, khó sử dụng lắm, không thể gọi là thành nhân được. Hơn 200 năm trước, Nguyễn Du đã nói. Nguyễn Du nói gì? Thiện căn nằm ở lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nếu chúng ta có tài mà chúng ta thiếu cái tâm, cái đức thì chúng ta dễ gặp tai. Tai gì? Tai nạn. Có tài mà cậy chi tài? Gì nữa? Chữ tài liền với chữ tai một vần. Biết bao nhiêu người trong cuộc sống này đã thành tài, đã thành đạt. Họ đã ngồi vào những cái vị trí quan trọng của xã hội, nhưng cuối cùng đứng trước vành móng ngựa, cuối cùng trắng tay, và cuối cùng, em đó nói đúng, cuối cùng phải bỏ mạng. Bỏ mạng. Những bài học cuộc đời cho chúng ta thấy, cựu tổng thống Hàn Quốc, ông gì? Roh Moo-hun, cựu tổng thống chứ không phải là đương nhiệm. Trong lúc đương nhiệm, ông ta ăn hối lộ, cho nên bây giờ bị tòa án kêu ra để xử. Xấu hổ quá, chịu không nổi áp lực của báo chí, của xã hội, ẩm lên trên núi, nhảy xuống và cáo phó. Câu chuyện mới xảy ra hồi mới tháng rồi phải không tụi con? Hoặc là ở Trung Quốc thì có ông Trần Lương Vũ, bí thư của thành phố Thượng Hải, phạm tội tham nhũng, bây giờ đang
ngồi tù. Rồi cách đây vài tuần ở bên Mỹ có cái ông gì? Mark Sanford, thống đốc của tiểu bang South Carolina. Tự nhiên sáng ngày 18 tháng 6 vô ký sở làm việc không thấy ông đâu hết. Làm cả công ty, cả cơ quan nhốn nháo, gia đình cũng không biết đi đâu hết. Người ta la lên ông bị mất tích. Đến ngày 23 tháng 6 thì ông quay về, hỏi đi đâu không nói, ám ma ám mờ, báo chí phanh phui. Cuối cùng ông đi đâu tụi con? Đi Argentina. Đi làm gì? Thăm bồ nhí. Bây giờ người ta ép ổng là phải từ chức cái thống đốc của tiểu bang South Carolina và từ chức luôn cả chủ tịch hiệp hội các thống đốc của đảng Cộng Hòa. Thành thử điều đó để cho các con thấy rằng là những con người này là thành tài thành đạt và thành đạt cao nữa, nhưng mà do thiếu cái tâm, thiếu cái đức cho nên nó trở thành tai nạn là vậy. Và hiện nay đó, người ta đã kết luận rằng đó, những con người mà thành đạt mà thiếu cái tâm á, là ngay từ nhỏ do thiếu giáo dục. Chính vì vậy mà UNESCO đã đưa ra một cái phương châm giáo dục của thế kỷ 21 là gì? Học để hiểu biết, học để làm người và học để sống với nhau. Đây là phương châm giáo dục của UNESCO trong thế kỷ 21. Nhưng mà thầy nghĩ á, học để làm người là đủ rồi. Bởi vì học để biết, học để sống với nhau chính là học làm người. Mà học làm người là gì con? Là học để trở thành nhân, để thành một con người đúng nghĩa cực kỳ gian nan, cực kỳ khó. Khổng Tử gọi là gì? Nhân vi nan. Để trở thành một con người đúng nghĩa cực kỳ khó. Còn Đạo Phật chúng ta nói là gì? Nhân vi tối thắng. Con người là tối thắng trong tất cả muôn loài. Như vậy thì mình phải sống như thế nào, hành xử như thế nào, làm như thế nào để xứng đáng là một con người đúng nghĩa, là một con người tối thắng trong tất cả muôn loài. Vậy thì chúng ta thấy khi mà chúng ta thành tài á, thì trường học cấp bằng. Còn chúng ta thành đạt, thành nhân á, thì trường đời cấp bằng. Chúng ta biết có những con người có thể chưa thành tài, nhưng họ đã thành đạt, họ đã thành nhân, đã là những tấm gương sáng cho cuộc đời. Hôm tháng rồi chúng ta thi tốt nghiệp gì các con? Trung học phải không? Thì trong mùa thi đó có hai em học sinh là Lữ Đức Quân và Tăng Ngọc Dũng. Ở đâu? Nghệ An. Trên đường đi thi giữa buổi trưa hè, thấy một người phụ nữ bị cao huyết áp, ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự. Đó là chị Lê Thị Vẹn. Thế thì hai em đưa chị vào bệnh viện để cấp cứu, làm xong thủ tục quay về trường để đi thi. Trễ 4 phút không được vào thi môn sinh vật. Không được vào thi, trễ 4 phút thôi. Mà đây là một việc làm đại nghĩa. Hoặc là em Trần Hòa Hậu ở An Giang, suốt 5 năm liền cổng Nguyễn Trường Thành đi học. Thành thì bị teo cơ, bị liệt, đi không được. Thế mà em Hậu mỗi ngày đến cổng 10 cả chục cây số để đi học. Hoặc là ở Bắc Giang, hôm năm rồi trong mùa nước lũ, các con thấy mùa nước lũ là nhìn không thấy đường xá, không thấy cống rãnh, không thấy sông hồ. Thì em Giáp Thị Hường đi học, không thấy đường, lọt xuống dưới hố, bị nước cuốn trôi. Rồi em Lê Văn Đô cũng đi trên đường, thấy Hường bị lao xuống cứu người. Khi cứu được Hường lên trên bờ, lúc đó Đô kiệt sức và bị nước cuốn trôi mất tích. Hoặc là cách đây 2-3 ngày, hôm nay ngày mấy? Hôm nay ngày 15 phải không? Ngày 12 tháng 7 vừa rồi là có hai anh chị là Nguyễn Trung Minh và Hoàng Ngọc Yến trên đường đi làm về ở quốc lộ 1 ở Biên Hòa, lấy được một cái ví tiền, mở ra thấy có 2 triệu với mấy chỉ vàng và một số giấy tờ tùy thân. Thì căn cứ vào cái địa chỉ của giấy tờ tìm đến trả cho chị Đoàn Thị Thúy ở Biên Hòa. Mà các con biết rằng là những người công nhân làm lương đâu có cao đâu, nhưng mà lấy được tiền, lấy được vàng đem trả lại cho người ta.